Chào bạn, mình là bác sĩ Ngọc và ngày hôm nay thì bác sĩ Ngọc sẽ giúp cho bạn cách để chúng ta có thể là sử dụng cái serum HA. Bác sĩ Ngọc sẽ hướng dẫn về cách sử dụng cái serum HA làm sao để giúp cho da chúng ta trở nên căng bóng. Chúng ta đều biết là gì, cái rất là nhiều người chúng ta mong muốn có một cái làn da căng bóng, đúng nhỉ? Tuy nhiên thì chúng ta không biết là nên sử dụng cái thành phần nào để mà chúng ta làm cho da nó căng bóng, cũng như là cách chúng ta dùng như thế nào. Thế thì ở trong cái video này thì bác sĩ Ngọc sẽ hướng dẫn cho chúng ta, thứ nhất là cách chúng ta sử dụng như thế nào, cũng như là cái kết hợp giữa các sản phẩm như làm sao để cho đạt được cái kết quả là tốt nhất. Đầu tiên thì chúng ta đều biết là cái cấu trúc ở trong da chúng ta ấy, nó sẽ có 3 cái thành phần chính, chúng ta sẽ phải hiểu cái này để chúng ta chọn cái thành phần nào nó mới giúp cho da chúng ta căng bóng. Trong da chúng ta có rất là nhiều cái thành phần, tuy nhiên thì có 3 cái thành phần chính, đó là collagen, elastin và hyaluronic acid. Và đấy chính là 3 cái thành phần chính mà để mà cấu tạo nên cái cấu trúc da của chúng ta. Đối với collagen và elastin ấy, thì cái tác dụng của nó ấy, nó tạo ra một cái hàng rào chống đỡ ở trên bề mặt da chúng ta. Và với cái việc chống đỡ như thế thì nó sẽ hạn chế xuất hiện những cái nếp nhăn ở trên bề mặt. Nếu như collagen và elastin nó bị đứt gãy ấy, thì nó sẽ bị lõm xuống và hình thành lên những cái nếp nhăn. Còn đối với cái hyaluronic acid ấy, thì nó là một cái môi trường ở giữa cái collagen và elastin. Và cái môi trường này nó có khả năng ngậm nước để giữ cho da chúng ta trở nên căng bóng hơn. Mọi người hình dung đây là cái mấu chốt của nó. Tức là khi mà cái HA, người ta sẽ thấy là chỉ một phân tử của cái HA nó có khả năng ngậm lên đến 1000 phân tử nước. Và bởi vì thế mà khi mà có HA trong da ấy, thì lúc nào nó cũng sẽ là ngậm nước ở vùng đấy và nó làm cho da chúng ta trở nên căng mịn. Tuy nhiên thì theo thời gian thì cái HA này nó sẽ bị mất dần theo thời gian. Có thể là từ ánh nắng mặt trời này, từ những cái tia bức xạ này, từ những cái tổn thương ở trên bề mặt da, nó sẽ làm mất đi cái HA ở trên bề mặt da chúng ta. Và bởi vì thế thì cái nguyên tắc để mà giúp cho da chúng ta trở nên căng bóng, trở nên đẹp hơn, đó là bổ sung HA vào trong da chúng ta. Và đấy chính là lý do mà tại sao chúng ta có rất là nhiều những cái sản phẩm mà có cái thành phần là hyaluronic acid như thế này. Phần lớn thì trên thị trường thì có rất là nhiều những cái hãng khác nhau. Ở đây thì bác sĩ Ngọc sẽ là hướng dẫn mọi người làm một cái chia sẻ về cái hướng dẫn cái sử dụng cái serum HA của Katimi. Tuy nhiên thì nếu như mọi người có những cái sản phẩm của những hãng khác, chúng ta vẫn có thể là sử dụng được, miễn làm sao là chúng ta dùng đúng thì nó cũng sẽ là cho chúng ta được cái kết quả. Thế thì cái tác dụng của nó là gì? Cái đầu tiên khi mà chúng ta sử dụng một cái sản phẩm HA ấy, thì chúng ta sẽ cần có một số những cái lưu ý như này. Đó là cái HA, cái nồng độ HA ở trong da của chúng ta ấy, thì nó ở cái rơi vào cái nồng độ tầm khoảng 1 cho đến 2%. Đấy chính là cái nồng độ HA của chúng ta ở trong da chúng ta. Bởi vì thế mà khi mà chúng ta sử dụng những HA để chúng ta đưa vào, chúng ta bổ sung vào thì cũng phải đúng được cái nồng độ như thế. Ví dụ như đối với cái HA này thì nó có cái nồng độ nó là 1,5%, thì nó sẽ tương thích với da của chúng ta. Và khi mà chúng ta sử dụng những sản phẩm ấy thì nó cũng sẽ cần một cái nồng độ nó sẽ tương thích như thế. Cái thứ hai nữa là gì? Khi mà chúng ta bôi cái HA lên trên bề mặt da chúng ta, nó sẽ có 2 cái tác dụng. Thứ nhất, nó sẽ là thẩm thấu vào trong da của chúng ta. Nó sẽ đi vào trong da của chúng ta. Và khi nó thẩm thấu vào trong da chúng ta, nó sẽ là làm cho da bên trong chúng ta nó sẽ được căng mọng lên. Cái thứ hai nữa là một cái phần nó sẽ nằm bên ngoài da của chúng ta. Thì khi mà nằm bên ngoài da chúng ta ấy, chúng ta sẽ thấy là gì? Chính cái HA này nó sẽ là cấp ẩm cho da. Cái thứ hai nữa, mọi người có nhớ lúc nãy bác sĩ Ngọc có nói không ạ? Tức là một phân tử HA nó có khả năng ngậm lên 1000 phân tử nước. Và khi mà chúng ta bôi cái HA lên trên bề mặt này thì nó sẽ lấy nước ở trong không khí chúng ta, trong cái môi trường của chúng ta. Và chính là cái môi trường chúng ta, cái hơi nước ở trong môi trường chúng ta nó sẽ được giữ lại ở trên bề mặt da. Và đấy chính là cái điều mà nó sẽ làm cấp ẩm. Và chúng ta sẽ thấy là sau khi mà chúng ta bôi HA vào, đúng không nhỉ? Chúng ta thấy là da chúng ta trở nên căng, chúng ta mịn hơn, chúng ta da nó được ẩm nhiều hơn. Kể cả những cái sản phẩm như thế này hay là những cái mặt nạ cũng thế. Thường thì những cái mặt nạ ấy, thì cũng chủ yếu là cái thành phần là HA trong đấy thôi. Hiện tại thì ngoài cái thành phần HA thì bây giờ những cái sản phẩm như này người ta có thể là cho thêm một số những thành phần như là vitamin B5 hay là vitamin B3, chính là những cái niacinamide đấy. Thì khi mà người ta thêm những thành phần đấy thì có khả năng nó sẽ là hỗ trợ làm sáng da cũng như là phục hồi da. Tuy nhiên thì cái tác dụng chính của nó vẫn là cái HA thôi. Có thể là những thành phần bổ trợ vào nó sẽ là giúp cho cái việc mà phục hồi da tốt hơn, nhưng mà cái chính nó vẫn là cái HA, nó giúp cho cái việc mà căng da cũng như là bóng ở trên bề mặt da, giữ nước. Thế thì cái cách để mà chúng ta có thể là chúng ta sử dụng nó như thế này, nó có một cái lưu ý như thế này, đó là khi mà chúng ta bôi cái HA lên trên bề mặt da như thế này thì sẽ có những trường hợp mà cái lớp sưng ở trên bề mặt da này nó dày và nó làm cho cái việc mà cái sản phẩm khả năng nó sẽ thẩm thấu vào trong nó sẽ bị kém. Tức là lúc này thì hai cái tác dụng của nó, một cái nó sẽ đi vào trong, đúng nhỉ, một cái nó sẽ nằm ngoài trên bề mặt. Thì nếu như mà cái lớp sưng ở trên bề mặt này nó mà dày, nhiều người cái lớp da ngoài bên mặt, trên bề mặt cái lớp sưng nó dày ấy, thì khả năng nó sẽ thẩm thấu và nó sẽ kém hơn. Bởi vì thế mà chúng ta nên có một cái bước trước đấy, Tức là chúng ta nên có cái bước đó là tẩy da chết trước khi mà chúng ta sẽ sử dụng cái HA như thế này. Mọi người có thể là sử dụng những sản phẩm là AHA hoặc là BHA. Nếu như mà chúng ta là da dầu, chúng ta có thể là sử dụng những sản phẩm tẩy da chết BHA. Còn nếu như mà chúng ta mà da khô, da thường, chúng ta có thể là sử dụng sản phẩm tẩy da chết AHA. Và khi mà chúng ta dùng những cái sản phẩm tẩy da chết đấy thì loại bỏ lớp sừng. Thì sau đó thì những cái sản phẩm như HA như này chúng ta bôi vào thì cái khả năng nó sẽ thẩm thấu vào, nó sẽ là tốt hơn. Mọi người có thể là bôi cái sản phẩm, dùng sản phẩm tế bào chết là cách ngày hoặc là hàng ngày tùy vào cái nồng độ của cái sản phẩm đấy. Sau khi mà chúng ta sử dụng những cái sản phẩm tẩy da chết đấy rồi ấy thì lúc đấy chúng ta có thể dùng đến cái sản phẩm HA như này. Thường thì một cái quy trình chúng ta là gì? Đó là chúng ta có thể là chúng ta rửa mặt này. Sau đó thì chúng ta sẽ là dùng những cái nước cân bằng này. Một số những cái sản phẩm sữa rửa mặt thì nó đã có cái pH nó cân bằng với da luôn, thì không cần sử dụng những cái nước hoa hồng để mà cân bằng. Toner đấy. Còn nếu như mà không thì chúng ta nên sử dụng cái toner. Và sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng những sản phẩm tẩy da chết để loại bỏ lớp sừng. Và sau khi mà chúng ta loại bỏ lớp sừng này, thì lúc này chúng ta mới bắt đầu bôi cái sản phẩm HA như thế này. Mọi người có thể là lấy tầm khoảng cỡ 3 giọt gì đấy, 3-4 giọt gì đấy, và chúng ta bắt đầu chúng ta chấm lên trên bề mặt và chúng ta massage để làm sao cho nó sẽ thẩm thấu vào trong da. Sau khi mà chúng ta bôi vào, chúng ta sẽ để một lúc để cho cái sản phẩm này nó sẽ thẩm thấu vào trong da. Và nó sẽ có một cái gì, thường thì khi mà chúng ta dùng những sản phẩm này nó cũng có thể là nó sẽ bị bay đi nếu như mà bôi trên bề mặt da. Bởi vì thế chúng ta nên có một cái sản phẩm nữa là sản phẩm mà khóa ẩm. Đó là thường là có những sản phẩm mà kem khóa ẩm, chúng ta đã nghe những cái đấy đúng không nhỉ? Thường nó là những cái dạng kem dưỡng. Bởi vì ở dạng serum ấy thì nó sẽ dễ bị bay, dễ bị mất hơn so với ở dạng kem. Và sau khi mà chúng ta dùng dạng serum này, chúng ta có thể là chúng ta bôi cái kem chồng lên, thì chính cái kem đấy nó sẽ giữ cho cái serum nó nằm ở bên dưới và nó sẽ giúp cho tăng cái hiệu quả của cả cái serum cũng như là cái kem dưỡng đấy. Và đấy chính là cái cách để mà chúng ta có thể là chúng ta bổ sung cái kem này trên bề mặt da, chúng ta bổ sung cái HA cũng như là thêm cái kem dưỡng. Tiếp theo nữa là gì? Đó là cái tần suất mà chúng ta sử dụng trong ngày ấy, thì mỗi ngày chúng ta có thể là sử dụng nó tầm khoảng 2 lần. Tức là chúng ta sẽ dùng nó một lần vào buổi sáng và một lần của nó vào buổi tối. Chúng ta sẽ dùng nó vào buổi tối trước khi mà chúng ta đi ngủ. Mọi người sẽ cảm thấy là khi mà chúng ta ngủ dậy chúng ta sẽ thấy da chúng ta trở nên mịn hơn rất là nhiều. Thì đấy là một số những cái chia sẻ của bác sĩ Ngọc về cái việc mà chúng ta sử dụng cái serum HA làm sao cho giúp cho da chúng ta trở nên căng bóng, mịn cũng như là cấp ẩm cho da. Các bạn có bất kể những cái câu hỏi nào, các bạn cũng có thể là comment xuống ở dưới cái video này. Thì sau đó bác sĩ Ngọc sẽ comment cũng như là trả lời cho mọi người. Ok, hẹn gặp lại các bạn vào những cái video tiếp theo. Bye bye. Chúc mừng các bạn đã xem hết video của Dr. Ngọc ngày hôm nay. Để tránh bỏ lỡ các video tiếp theo của Dr. Ngọc, các bạn có thể đăng ký kênh Dr. Ngọc vào hình tròn chính giữa. Các bạn cũng có thể là xem các video của Dr. Ngọc ở phía bên trái cũng như là các video ở phía bên phải. Hẹn gặp lại các bạn.